Xin mến chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Món Sáng. Em là Điền đây. Hiện tại em Điền đang có mặt ở tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu anh chị ha. Hôm nay em Điền cũng xin được giới thiệu tới cô chú chị một món sản nằm trên tuyến đường này ha. Tuyến đường này được gọi là tuyến đường tỉnh lộ 329. Thì hướng trước mặt mà em Điền quay đây là mình đi ra thị trấn Phước Bụ anh chị ha, cũng như là trung tâm huyện khoảng đâu đó là 5 cây số anh chị. Và mình đi chút xíu chưa tới một cây số là mình gặp ngay Tư Xuyên Mộc ha, cũng như là trung tâm xã luôn. Thì ở đó có chợ và ủy ban nhân dân, nói chung là đầy đủ tiện ích tiện nghi ha, bán kính khoảng là chưa tới một cây số đó tới đây ha. Mình gặp ngã tư thì mình rẽ tay phải mình đi Bình Châu nè, mình rẽ tay rẽ tay trái mình đi Bình Châu, rẽ tay phải mình sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh cũng như là đi Đồng Nai ha, đi thành phố Bà Rịa vân vân. Nói đây là đường thông thương thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ di chuyển về đây mất khoảng là 2 tiếng đồng hồ anh chị ha. Đó là hướng này, cũng như là mình đi biển Hồ Tràm á, biển Hồ Tràm cách khoảng là 15 cây số gần nhất là biển Hồ Tràm. Và hướng ngược lại mình sẽ đi vào trong xã Hòa Hội, Hòa Hiệp. Nói chung là đường là tuyến chính, đường huyết mạch mà từ xã Hòa Hội, Hòa Hiệp để mà di chuyển ra trung tâm huyện cũng như là đi thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì lúc trước em Điền có quay một bất động sản nằm ngay đây, 5m, sâu là 50 đó, thì đã bán là 350 triệu một mét ngang rồi ha, tương đương là đâu đó là gần khoảng 1 tỷ 7 tỷ 8 đó, mới bán xong anh chị, bán xong rồi ha. Và hôm nay em đi sẽ giới thiệu tới cô chú đồng sản ha. Ở đây giá cực kỳ ngợp luôn anh chị. Giá 300 triệu một mét ngang ha. Bất động sản mình thì có diện tích ngang 10, sâu là khoảng là 43 44 mét ha. Tổng diện tích là 400 rưỡi đó, gần 400 rưỡi mét vuông đó. Đó, và đang có sẵn là 60 thổ cư anh chị ha. Thì đây anh chị ha, bất sản mình thì ranh đây, để em Điền qua đây ha. Nói chung là nằm khu dân cư, xung quanh này có kinh doanh rất là nhiều ha, kinh doanh mua bán rất là nhiều, nhà bự không anh chị ha. Đó. Rồi đây anh chị, bất sản mình có diện tích là ngang 10, từ giáp cái rào này ha, qua bên này 10m và sâu là 40 mấy mét á. Nói chung là tổng diện tích là gần 450 m² ha. Đó, qua tới đây là 10m thẳng vô trong. Bất động sản mình thì đang có sẵn là 60 thổ cư rồi. Nói chung là bất động sản mình là đang phụ hồng toàn bộ, mình có thể lên thêm thổ cư theo cái nhu cầu sử dụng của mình ha. Đường này thì lên thổ cư khoảng là hơn 3 triệu một mét vuông anh chị. Đường này đường lớn ha. Ở trong đất thì đang có những cây xưa ha, cây gỗ xưa cũng có giá trị đó anh chị. Giá trị không cao nhưng mà có giá trị ha. Trồng hai hàng đó. Cô chú chị thấy cây này cũng tương đối là nhiều năm tuổi rồi đó anh chị ha. Trên đất thì là đất trống thôi, và có mấy cây này thôi, cũng không có gì nhiều ha. Đất mình vuông vức anh chị nha. Nói chung là bất động sản mình thì hiện tại gia chủ mình đang vay ngân hàng rồi, nên là về cô chú chị yên tâm về cái vấn đề mà quy hoạch ha. Ngân hàng kiểm tra còn gắt gao hơn là mình kiểm tra nữa chị. Đó, đang là sổ nằm ngân hàng rồi, người ta đang vay ha. Đó, nên là cũng không có khả năng chi trả tiền lãi và tiền gốc đó, nên là cũng thực sự đang kẹt từng bán ha. Tổng bất sản mình thì em Điền đã báo giá ban đầu rồi, 300 triệu một mét ngang, tương đương là 10 mét là 3 tỷ anh chị ha. Tất nhiên là giá này sẽ có thương lượng. Cô chú chị nào mà thiện chí thì mình có thể gặp trực tiếp chủ để thương lượng ha. Tuyến đường 329 cô chú chị thấy này, 4 làn đường ha, 2 làn đường cho ô tô và 2 làn đường cho xe máy. Đường nói chung là giao thông cũng tương đối là tấp nập ha. Đó, nãy giờ em Điền quay mà xe chạy quá trời luôn anh chị ha. Đường xá, và chỗ này thì nói chung về đường điện và đèn đường này, đèn đường thì có đầy đủ rồi ha. Và ở đây đang có điện 3 pha đi qua, đi ngang qua đất mình luôn ha. Có cái là bất động sản mình được cái là không có vướng cục điện nằm ngay giữa đất hay gì hết ha. Nằm phía ngoài đó. 3 pha và điện nước thì đó, điện thì đây rồi, còn nước thì đang sử dụng là nước máy đó anh chị ha, nước sạch rồi. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm đến bất sản này liên hệ em Điền nha, em Điền sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế bất sản này, và thiện chí nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng thêm ha. Giá cũng tương rất là rẻ đó chị, đang ngợp mà 300 triệu một mét rất là rẻ. Dạ. Rồi em Điền cũng xin cảm ơn cô chú chị đã xem hết video clip của em Điền. Em Điền cũng xin được hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị những video clip sau của em Điền ha. Xin chào và hẹn gặp lại.